Chào mừng quý các bạn quay trở lại với kênh video máy nông nghiệp Cường Linh. Hôm nay chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy băm sơ dừa cho bác khách ở Kim Thành Hải Dương. Đấy, cho bác khách ở Kim Thành Hải Dương. Đây, nhà bác trồng cây cảnh này, đây băm sơ dừa để ủ làm phân. Đấy, còn đây là cái máy chúng ta, máy băm sơ dừa một pha, motor 3,5 kg. Đấy, chạy điện gia đình. Đấy, bên trong máy đây là hệ thống 3 lưỡi dao hoa thị cải tiến đời mới. Bạn kiểm tra bên trong. Theo máy thì nó có một sàng trong máy, một sàng bên ngoài nữa để điều chỉnh cái độ mịn phù khoảng hợp 15 với bà con. Em gọi lại, em đang lắp máy nhá. 3 dao 6 cánh. Khung máy thì hoàn toàn bằng thép rất là dày, chắc chắn. Nên được hàn lại rất là dày ở đây. Đấy, còn đây là cái cửa để chúng ta cái làm nguyên liệu nó phụt ra đây, bà có thể đẩy phun xa phun gần bằng cách chỉnh cái này. Phía dưới thì chân đấy bằng thép V5 rất là dày chắc chắn, cũng như là có thiết kế thêm hai bánh xe để bà có thể dễ dàng đẩy vào đẩy ra, dễ dàng di chuyển. Còn ở đây là về phần hệ thống điện này, đấy motor 3,5 kg một pha được đặt gọn gàng ở đây. Ở đây dây điện này, đấy cũng như có automat tự động đóng mở ở đây. Đấy, Thịnh Thành CL68, Cường Linh 68 ở đây. Thay dao thì bà con sử dụng lâu dài cần mài dao hoặc thay dao, chúng ta sẽ mở những con ốc xung quanh này, bốn con xung quanh chúng ta mất nhấc cái buồng này lên và chúng ta sẽ mở dao thôi. Đây hệ thống lưỡi dao này, đấy 3 dao 6 lưỡi, dao thép nhíp hình hoa thị đây, rất là đẹp. Đấy, thiết kế 3 dao cải tiến mới nhất. Thì với một máy băm sơ dừa này thì sẽ có giá là 7.200.000, bao gồm tiền cước vận chuyển và tận nhà cho bà con, rất là đẹp gọn gàng. Đấy, sử dụng để băm sơ dừa, băm bã mía, băm rau cỏ hoặc là cành cây lá cây để làm ủ phân hữu cơ rất là hiệu quả. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành là bật máy cũng như là băm thử để bà con cô bác cùng tham khảo. Bà con cô bác có nhu cầu mua thì có thể liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên cạnh màn hình 0922252666 hoặc là 0866628266. Đấy, với những quý vị bạn ở xa thì chúng tôi có thể gửi bưu điện, gửi xe về tận nhà cho bà con. Đấy, bà con nhận hàng kiểm tra băm thử ok để gửi tiền, chúng ta gửi tiền cho bên vận chuyển. Chào mừng quý vị. Tôi là ông chủ hiện nay là cũng mua của bên gì? Cường Linh. Công ty Thịnh Thành, một cái máy băm sơ dừa. Thế cho nên là cũng rất là cảm ơn công ty nhiệt tình đã đưa về tận nhà cho chúng tôi, cho nên là chúng tôi rất là cảm ơn. Vâng, sau đây. Tên tôi là Trần Văn Sinh. Ở thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vâng. Ở đây thì cháu giao máy đến cho bác rồi, thì bây giờ nhà cháu test máy cho xem nhé. Rồi rồi, okay.
quý bà con là máy sẽ sót trong mình con.